tôm cỡ tàu bay nha mọi khách. Lâu lắm rồi mới mời bà phòng bắt giam này. Đây là chén nước béo với hành trình ngon lắm. Rồi thôi, cái cách bà con ăn là nguồn tôm cỡ. Xin thêm cái chén nước béo với hành trần, hành sắc nè, trộn vô. Xin thưa bà con bác, ba mày gọi đang đứng đây là có mặt này là giáo sư Bắc Hà rồi con. Nhìn qua bên kia đó là Bệnh viện Nhi Đồng 1 á. Hồi xưa là... Rồi xin thưa bà con bác, đang quay phim mà bị điện thoại nên ba mẹ còn phải dừng lại. Thì ở đây nè, cái chỗ bà dưới xe đó, hồi xưa đó là tiểu đoàn 5 quân cảnh đó bà, đóng ở đó. Đây là nhà thương Nhi Đồng nè. Bây giờ mời bà con và bác lên xe ha, mình sẽ đi dạo Sài Gòn vào buổi trưa ngày hôm nay. Xin thưa bà con bác, hiện tại thì ba mẹ gò đang có mặt ở đây, đó là số 407 đường Lý Thái Tổ. Bây giờ là đúng 11 giờ rưỡi trưa nha bà con, 11 giờ rưỡi trưa. Nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C, 33 độ C rồi, chắc khoảng 91, 92 độ F gì đó. Rồi mình sẽ đi bắt đầu từ đây. Ba mẹ gò vừa mới ăn một tô phở tàu bay. Ở đây có một cái quán cơm nụ cười hay là gì nữa. Bây giờ mọi người cũng ăn xong rồi nè. Ta cần nhớ đây, quán cơm nụ cười nè. Con đường này đường Sư Văn Hạnh. Ba mới gồm quẹo phải. Ở đây là chùa Ứng Quang nè bà con. Chùa này đó nổi tiếng lắm. Diện tăng thống ở đây. Ở đây là cái ngã tư đường Sư Văn Hạnh với lại đường Vĩnh Viễn, Ngô Gia Tự. Đường Ngô Gia Tự này là hồi đó nó là Ngô Gia Tự này hồi đó nó là cái gì ta, nó là đường Minh Mạng á bà con. Qua bên kia là vô cái khu vực đó là cái chung cư Minh Mạng á. Hồi đó cái khu vực đó cũng bị tàn phá nặng nề lắm bà con, năm 68. Sau lưng của chùa Ứng Quang cũng vậy, tất cả được săn bằng thằng bình địa luôn. Ở đây người ta gọi là ngã ba Dường Lài. Nơi đây bà con có không, cơ sở mọc nhiều lắm. Yeah.
đây là đường Trần Nhân Tôn, bên kia là đường Bà Hạc. Hồi xưa trong đó là có cái chợ Bà Hạc đó được không? Đây là ngã bảy Lý Thái Tổ. Ngã bảy Lý Thái Tổ này hồi xưa là có tượng Biệt Động Quân. Rồi giờ bắt đầu quẹo qua đây là con đường Lý Thái Tổ. Trời ơi, trưa nắng 11 giờ rưỡi trưa nắng này mà mình đi tập ta. Nó nắng thiệt các bà con. Ở đây bán vỏ xe không nè. Cái khu này là bán vỏ xe hơi nha bà con. Thấy họ nhập hàng về quá trời. Bên kia là cư xá đường sắt. Đây là Hồ Thị Kỷ. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đây nè. Sài Gòn qua rồi, cái thời mưa gió rồi. Mà vẫn đang bắt đầu là vẫn đang vào trong mùa mưa nha bà con. Ở trên đó mây cũng quá trời rồi, mây đen cũng nhiều. Nhưng mà nó không còn cái trời âm u nữa. Nắng quá. Không biết ngoài miền Trung với ngoài miền Bắc có nóng như vậy không? Chứ trong Nam này, trong miền Nam này tình hình nóng quá bà con. 33 độ. Các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam bà con bắt đầu là trải qua một cái giai đoạn mới nữa bà con. Mà mấy cậu thấy không hiểu có gì không mà tự nhiên các hàng loạt các tổng giám đốc chủ tịch hàng loạt từ chức luôn bà con. Không biết là thay đổi để phát triển hay sao á, bắt đầu là họ có một cái chiến lược mới. Nóng quá bà mày cậu, đi vô cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai nha bà con, cho nó có cái hàng cây cao đó cho nó mát chút. Ở đây là ngã 6 Cộng Hòa. Mộc Sơn kìa, Mộc Sơn đang quảng cáo cho hãng mắt kiến Doctor Minh Tây. Trời ơi quá trời nóng. À, con đường này bên đây là công viên Phong Châu. Con đường này là tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đó bà con. Vô đây có cái hàng cây thụ này nó cao to, nó che nắng. Cây này nó mọc ngộ lắm bà con. Từ dưới đất đó, đi lên trên thẳng thân chơ đó nó xung đột à. Nhưng mà ở trên bắt đầu tẻ nhánh ra nó làm bóng mát. Hay ghê. Ở đây cho thuê nhà quá trời.
À, bên tay phải này là bệnh viện Từ Dũ bà con, nhà thương Từ Dũ, hay hồi xưa là bảo sanh viện Từ Dũ. Hồi xưa chỗ báo Sài Gòn Giải Phóng này như là cái trường học đó bà con, ba mẹ ngủ quên cái tên trường học này tên gì rồi. Bà con cô bác nào có nhớ nhắc giúp ba mẹ cầu vậy. Ồ, con đường này nó cũng te tua tơi tả quá nè. Bên tay phải và bây giờ đây là rạp Olympic nè. Nơi đây hồi xưa là đóng quân của đoàn Bầu Lông. Đại bản danh luôn á. Bên đây phải nè, xưa là Bộ Y tế rồi đó, cái khu vực ngay đây nè. Ngay đây hồi xưa là vườn Bờ Rô, bây giờ là Tàu Đàn, công viên Tàu Đàn. Ở đây công viên Tàu Đàn này bà con, hồi xưa ngay đó là có cái cổng ha, hồi đó không có đi vô được vô đó đâu, sau này mở con đường nối dài xuyên qua công viên, cho nên bà con bắt thấy đó có một cái con đường, chứ hồi đó toàn bộ khu vực này là công viên. Còn con đường bên đây trái và bây giờ là đường Trương Định nè, hồi xưa nó là đường Đoàn Thị Điểm. Khu này là nổi tiếng là khu biệt thự nha bà con, nơi mà dân nhà giàu ở á. À,
bên tay trái đây là tổng nha ngân sách của toàn ngoại viện nè. Còn quẹo đây, đây là nhà văn hóa lao động. À, đi hẳn vô cái cổng đó, đó. Bên tay trái có cái bộ môn bi sắt, không biết bây giờ còn không. Nguyên cái dãy nhà này là cũ lại hồi xưa hết luôn đó, bà con. À, từ hồi thời Pháp luôn á. Cái chỗ nhà văn hóa lao động này nè bà con. Đây, đây hồi xưa là có một cái người rất là nhân vật. Ôi cha đóng cửa rồi. Có một cái nhân vật rất là nổi tiếng, thường hay chơi ở đây. Đó là Đại tướng Dương Văn Minh đó bà con. Vị tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi bên kia hồi xưa trước mặt đối diện qua đây là tổng nha ngân sách và ngoại viện. Rồi xích xuống tới đây hồi xưa là bộ tài chính nè vợ. Đây là đường Huyền Trân Công Chúa. Con đường này sau năm 68 thì đóng lại luôn, không có đi. Còn bên tay trái này là Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan ngôn luận đó, tiếng nói của người dân Việt Nam đó bà con. Ở Việt Nam mình có ba cái cơ quan đó, một là Thông tấn xã nè, hai là Đài Phát thanh nè, ba là Đài truyền hình đó. Ba mày còn thấy vậy. Bên đây là trường Lê Quý Đôn nè bà con. Trường này là trường dân Jacques Rousseau. Trường này nổi tiếng lắm. Nơi đây vào thời mà ông Lê Văn Duyệt đó bà con. Nơi đó là cái trường gà đó bà con. Hoặc là nơi tổ chức những cái buổi đêm hát kịch này nọ. Là ngay cái trường đó luôn á. Hồi đó ông Lê Văn Duyệt cũng mê đá gà lắm, cho nên mình có một cái chợ gà ở trên gia đình á, nuôi gà để phục vụ cho ông Lê Văn Duyệt á. À, xưa đây là có cái nhà của Nguyễn Thành Niệm đây nè. Còn bên đây là Dinh Độc Lập. Hội trường Thống Nhất là cũng là ở đây. Đây, cái cổng Vinh nè bà con. Hình như cổng này vẫn còn giữ y nguyên nè, không thay đổi. Nói chung toàn bộ trong đây là giữ nguyên, không thay đổi gì hết. Hồi đó cái Vinh này là được thiết kế là bởi cái gì mà Khôi Nguyên La Mã đó bà con. Cái ông gì đặt giải Khôi Nguyên La Mã đó. Tên gì Ba Michael không nhớ.